Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Cát Tường bật khóc khi biết bố ruột bị lừa tới tán gia bại sản, phải bỏ xứ đi. Diễn viên Cát Tường được biết đến là một người gốc Huế. Cô sinh ra tại Huế, nhưng được vài năm thì cả gia đình cùng chuyển vào Sài Gòn. Tại Sài Gòn, gia đình Cát Tường làm ăn phát đạt và có cuộc sống khá giả. Ít ai biết rằng đằng sau cuộc di cư đó là một biến cố lớn từng xảy ra với bố ruột cô. Tại chương trình Hẹn hò cùng Cát Tường tuần này, bố ruột cô lần đầu tiết lộ nguyên nhân khiến mình phải rời Huế vào Sài Gòn dù rất yêu quê hương, ông nói. Tôi sinh ra là con một nên tuy gia đình không giàu có, nhưng từ bé đến lớn cũng được sống trong cuộc sống an nhàn, bao bọc. Đến khi lấy vợ và sinh Cát Tường ra, tôi mới phải bươn chải làm đủ nghề kiếm sống để lo cho vợ con như đi đốn củi, bán vé số, sửa xe đạp. Có những lúc tôi làm cả ngày chỉ được 1 đồng, 2 đồng, đủ ăn một tô bún. Cuộc đời tôi từng gặp nhiều biến cố sau khi sinh Cát Tường, nhưng lớn nhất là một biến cố khiến tôi tán gia bại sản, phải bỏ xứ mà đi. Lần đó, tôi đang sửa xe thì có hai người thanh niên mặt mũi sáng sủa đi một chiếc xe đạp Pro vào. Ngày xưa, xe đạp Pro còn giá trị hơn cả chiếc SH bây giờ, chỉ người giàu mới dám đi. Chúng bán cho tôi chiếc xe đó với giá 3,5 chỉ vàng. Nếu tôi đem về chùi rửa sạch sẽ, có thể bán được 4 chỉ vàng. Như vậy, tôi sẽ lãi được 5 phần vàng, tương đương 100 đồng khi ấy. Đây là con số cực kỳ lớn, bằng cả một gia tài, vì một ngày công làm của tôi ngày đó chỉ được 2-3 đồng là cùng. Nhìn miếng mồi đó, tôi ham lắm, nhưng vẫn cẩn thận, bắt nó phải vết tay rồi mới mua. Tôi sợ ý rằng chỉ có tờ giấy vết tay thì cũng chẳng làm được gì nhau. Sau khi mua xong, hai thanh niên đó biến mất. Một người bạn của tôi xuất hiện, hỏi có chiếc xe nào tốt không để mua cho cháu nó. Người bạn này rất giàu. Ngay lập tức, tôi bán chiếc xe này cho người bạn ấy với giá 4 chỉ vàng, bán xong mừng lắm. 10 ngày sau, thằng cháu bạn tôi đang đi xe thì bị người ta phát hiện là đồ ăn cắp. Công an tìm đến tịch thu để trả lại cho chủ. Nhưng khốn nạn ở chỗ, chủ chiếc xe lại là một trong hai thằng đem xe tới bán cho tôi. Thằng ký giấy bán là thằng A, nhưng xe lại là của thằng B. Tôi phải bán hết gia tài, nhà cửa đi, dồn đủ 4 chỉ vàng để trả lại cho thằng bạn. Sau đó, tôi không phục, liền cùng một người bạn khác đi tìm thằng bán xe cho mình để nói chuyện. Sau một hồi năn nỉ, nó nhất quyết không trả tiền. Tôi tiếp tục làm đơn gửi công an, nhưng không ai giải quyết. Bị tán gia bại sản không còn gì, tôi đành bỏ xứ vào Nam để tìm đường sống. 2 năm sau, tôi nghe thông tin hai thằng thanh niên đó bị đuổi học vì đạo đức không tốt, nhưng cũng không ai giải quyết chuyện năm xưa cho tôi. Ngày xưa, không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bỏ xứ mà đi. Tôi thường hay nói với bạn bè rằng mình thường Huế tới nỗi, thường từng viên đá, mái hiên, gốc cây, thường tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng tôi buộc phải đi. Như vậy, tôi bị lừa tới tán gia bại sản, phải bỏ xứ mà đi. Diễn viên Cát Tường ngồi cạnh, nghe bố kể chuyện mà bật khóc nức nở. Bản thân cô cũng không thể ngờ bố mình lại từng trải qua nhiều khó khăn đến vậy. I'm so mad at you.